Quyển thứ tư, phần trước, Sa Môn Quy Cơ, Chùa Đại Từ Ân soạn. Nghĩa của Nhất Thừa chính là tông chỉ của kinh. Này tạm phân biệt sơ qua 5 môn. 1. Xuất thể tính, chỉ ra thể tính. 2. Thích danh tự, giải thích danh tự. 3. Minh thuyết y. 4. Chương sai biệt. 5. Vấn đáp biện. 1. Xuất thể tính. Đại khái có 3 loại. 1. Tổng hàm thể. 2. Tùy thắng thể. 3. Chân thực thể. Một là tổng hàm thể, hết thảy vô lậu, dù là trùng hay là hiện, hữu vi hay vô vi, dù nhân hay quả, căn bản hay phương tiện, có khả năng thành tựu được Phật Đức thì đều gọi là nhất thừa. Nhất thừa tức đại thừa, đại thừa tức vô thượng thừa. Cho nên Kinh Thắng Man nói rằng nhất thừa đó tức là đại thừa. Bản luận này nói khai là nghĩa vô thượng này. Biện Trung biên luận vô thượng thừa phẩm nói có ba vô thượng. Một, chính hành vô thượng chỉ thập độ, tùy tu sai biệt có 6 chính hành. 2. Sở duyên vô thượng có 12 loại sở duyên. 3. Tu chứng vô thượng chỉ 10 loại tu chứng, như chủng tính tu chứng vân vân, bao quát hết thảy mọi cảnh hành quả của Bồ Tát. Nên Kinh Thắng Man nói rằng A-la-hán Bích Chi Phật vì sợ hãi nên quy y bốn trí chẳng cứu cánh thì gọi là hướng niết bàn giới. Lại nói rằng chính pháp trụ, chính pháp diệt, ba la đề mộc xoa tỷ ni, xuất gia thụ cụ túc giới. Sáu pháp này được nói vì mục đích đại thừa. Cho nên biết rằng hết thảy mọi căn bản phương tiện, hết thảy vô lậu, dù là trùng hay là hiện, hữu vi hay vô vi, dù nhân hay quả, có khả năng thành được Phật Đức thì đều gọi là nhất thừa, vì ba loại ý sinh thân đều nhập sơ địa. Hai là tùy thắng thể, loại này có 6 loại. Một, nhiếp sự quy lý thể, trong các kinh Niết Bàn, Thắng Man vân vân, phần nhiều gọi pháp thân chân lý, Phật tính là nhất thừa. Kinh Thắng Man nói nhất thừa tức là đại thừa, đại thừa tức là Phật thừa, Phật thừa tức Niết Bàn giới, cõi Niết Bàn. Kinh Thắng Man còn nói trong hằng sa kiếp tu hành 6 pháp ba la mật, chẳng bằng có người nghe nhận đọc tụng, thậm chí chấp trì kinh quyển, huống hồ còn có người vì người khác mà diễn thuyết rộng rãi. Đây là đem hữu vi hạnh so với vô vi thừa. Kinh Niết Bàn nói nhất thừa tức là Phật tính. Đây chỉ kinh Pháp Hoa diệt hóa thành tới bào sở, chỉ coi chân như pháp thân bình đẳng là nhất thừa. 2. Lãm dư quy trí thể, thể gom các thứ khác quy về trí, cũng coi chân trí là nhất thừa. Đoạn văn kinh trước nói, phương tiện tri kiến đều đầy đủ. Các Bồ Tát bất thoái có số lượng nhiều như các sông Hằng. Dù có nhất tâm, cùng nhau suy lượng cũng chẳng thể lượng được Phật trí. Trí thể chỉ là chính thể hậu đắc, bởi vì nếu tại nhân vị thì trí yếu thức mạnh, nếu ở quả vị thì trí mạnh thức yếu. 3. Ẩn liệt tổng thắng thể, thể giấu cái kém đi theo cái hơn. Phần dưới của kinh tụng rằng để thuyết Phật trí tuệ chư Phật hiện thế gian, chỉ một sự này thực, hai thứ chẳng phải chân, và pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi, đạo sư phương tiện thuyết. Phẩm phân biệt công đức nói, có người vì vô thượng chính đẳng bồ đề, ở 80 vạn ức na do tha kiếp tu hành 5 pháp ba la mật, thì công đức này chẳng bằng công đức của người có một niệm sinh tín, vì công đức đạt được của một niệm sinh tín thì chẳng thể ví dụ được. Do coi Phật quả lý trí hai loại là nhất thừa, lý ngưng bản hữu lìa truyền thì gọi là niết bàn, trí chiếu mới sanh quả viên thì xưng là chính giác. Đó chính là nguồn lớn của bốn đức, diệu bản của ba minh. Cho nên nói chư Phật vì tri kiến đó, tức Phật tri kiến mà xuất hiện ở thế gian. Coi hai thứ lý trí là thể của nhất thừa, trí tính, trí tướng gọi gộp là trí. 4. Nhị vận dụng quảng thể, thể hai thứ vận dụng rộng, chỉ coi nhân trí là nhất thừa, vì trong ví dụ về nhà lửa, cho các Bồ Tát cùng thanh văn dùng bảo thừa này tới đạo tràng, đó là nhân hạnh vậy. 5. Thắng xuất phân đoạn thể, thể yêu thắng xuất ly phân đoạn tử, lấy cả lý trí của nhân quả xuất ly phân đoạn tử, coi đó là nhất thừa. Trong bốn nghĩa khai thị ngộ nhập, ba nghĩa đầu là hai quả, một nghĩa sau là hai nhân, như trên đã nói, nên lướt qua chẳng bàn.
Kinh Thắng Ma nói, như thủ là duyên, nghiệp hữu lậu là nhân, nối với hậu hữu nên sinh ra tam hữu. Cũng vậy, vô minh tập địa là duyên, nghiệp vô lậu là nhân, mà sinh ra ba loại ý sinh thân của A-la-hán, độc giác và Bồ-tát đã được tự tại. Cho nên thừa mà ý sinh thân sử dụng gọi là nhân trung nhị. Nhiếp Đại Thừa luận nói, vạn hạnh chân như đều gọi là Đại Thừa. 6. Dẫn Nhiếp Thủ Thắng thề, coi hai môn thuyền chỉ là nhất thừa, giáo tùy theo căn cơ mà đặt ra, ý thú thâm diệu khó biết, lý giả trí minh, lý nhờ trí để đạt tới nhưng khó biết, thể sâu khôn giò. Cho nên phẩm phương tiện, thoạt tiên coi trí tuệ sở thuyên và giáo môn năng thuyên là nhất thừa. Trong 17 danh của Kinh Vô Lượng Nghĩa, danh thứ 14 cũng gọi là nhất thừa. Do đó mà luận về liên hoa, hoa sen của kinh này cũng có hai nghĩa: A. Thể xuất thủy, B. Năng khai phô. Nghĩa đầu ví với trí tuệ, nghĩa sau ứng với tuệ môn. Nếu chỉ coi chân như là nhất thừa thì mới được một nghĩa xuất thủy mà mất đi nghĩa thứ hai, năng khai phô. Song nay liên hoa đã có đủ bốn nghĩa, lẽ nào riêng pháp lại chỉ có hai loại? Ba là chân thực thể, căn bản đại thừa giáo lý hạnh quả cùng năng nhập đại thừa phương tiện tứ pháp đều gọi là nhất thừa, vì đều có công năng vận tải một căn bản giáo. Phần đầu phẩm này nói trí tuệ môn ấy khó hiểu khó nhập, bản luận giải thích nói a hàm rất sâu, nghĩa hoa khai phô để ví với diệu pháp. Đoạn kinh sau cũng nói pháp hoa kinh tạng sâu bền xa kín, vân vân. Nhiếp Đại Thừa luận nói đó là các kinh như Đại Thừa A Tỳ Đạt Mạ, vân vân, hai phương tiện giáo. Phẩm này nói hoặc thuyết Tu Đa La Già Đà cùng bản sự bản sinh vị tầng hữu, cũng thuyết về nhân duyên thí dụ cùng kỳ dạ ưu ba đề xá kinh. 9. Bộ pháp này của ta lấy việc nhập Đại Thừa làm gốc, tùy thuận chúng sinh mà thuyết, vậy nên thuyết kinh này. Kinh Thắng Ma nói rằng chính pháp trụ, vân vân, sáu xứ này được thuyết vì mục đích đại thừa, cho nên tiểu thừa tam tạng đều là đại thừa phương tiện. Ba, căn bản lý chỉ pháp tính chân như các hạnh như lục độ, vân vân, nhờ vận dụng chân lý này mà có thể đi tới đích nên gọi là đại thừa. Phần trên kinh này nói chư Phật trí tuệ rất sâu vô lượng, bài tụng ở dưới tụng rằng pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi. Đạo sư phương tiện thuyết, bản luận nói quán niệm có nghĩa là người tu đại thừa quán pháp vô ngã, chân như pháp giới, vân vân. Vô tính luận nói hoặc thừa ấy tính lớn nên gọi là đại thừa. Biện Trung Biên nói chân như pháp giới gọi là sở duyên vô thượng. 4. Phương tiện lý, chỉ lý tứ đế, nhị thừa sở quán đều là phương tiện lý. Kinh Thắng Ma nói rằng thanh văn biết bốn thánh đế hữu tác, Phật biết bốn thánh đế vô tác. Kinh Niết Bàn cũng nói thanh văn có khổ, có đế mà không có thực, Bồ Tát thì đủ cả. Bản luận nói quán niệm có nghĩa là thanh văn quán nhân vô ngã, vân vân. Do đó hai lý này đều là lý nhất thừa. 5. Căn bản hạnh chỉ lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát Địa luận nói thất địa tu bốn Bồ Tát hạnh, phẩm an lạc hạnh, nêu các hạnh đều là Bồ Tát hạnh. Lại nói dùng bảo thừa ấy tới thẳng đạo tràng, đó tức là hạnh đại thừa. Nhiếp Đại Thừa luận nói vừa là thừa lại vừa là lớn nên gọi là đại thừa. Biện Trung Biên nói 13 la mật đó gọi là hạnh vô thượng. 6. Phương tiện hạnh, Kinh Thắng Ma nói chính pháp trụ, vân vân, sáu xứ này được thuyết vì mục đích đại thừa, y vào tam tạng giáo mà tiến thiện diệt ác, tu vô lậu hạnh đều là hạnh đại thừa. Pháp Hòa luận nói gọi là phương tiện là vì thanh văn thì quán ấm giới nhập chán khổ lìa khổ, còn Bồ Tát thì tu sáu độ bốn nhiếp hai loại hạnh. Do đó hai loại hạnh trên đều là hạnh nhất thừa. 7. Căn bản quả là Bồ Đề Niết Bàn của Phật thân, tức là hai thân pháp báo, hai kiến lý trí đã nói ở trên. Phần dưới của kinh tụng rằng để thuyết Phật trí tuệ, chư Phật hiện thế gian chỉ một sự này thực, hai thứ chẳng phải chân. Còn nói pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn, nơi đạo tràng biết rồi, đạo sư phương tiện thuyết. Thêm nữa pháp thân, báo thân, hóa thân được thuyết ở phẩm thọ lượng đều là quả nhất thừa. Biện Trung Biên nói trong 10 tu chứng thì thứ 7 là tịnh độ, thứ 9 là Phật địa, thứ 10 là thị hiện Bồ Đề. 8. Phương tiện quả là Bồ Đề Niết Bàn của nhị thừa,
Phần dưới kinh này nói sở hành của các ngươi là đạo Bồ Tát, phương tiện bày đặt ra xe dê, xe hươu là nhằm cầu được xe trâu để thoát ra nhà lửa, hóa thành ở giữa đường chỉ là chỗ nghỉ chân để đi tới bảo sở. Vì vậy mà thuyết về nhị thừa, thực ra chỉ có nhất thừa, chẳng còn thừa nào khác. Kinh Thắng Man cũng nói, thanh văn duyên giác bốn trí chẳng cứu cánh, thì gọi là hướng Niết Bàn giới, hướng tới cõi Niết Bàn. Nói là được tô tức xứ, chỗ sống lại, thở bình thường, chỗ nghỉ ngơi. Bốn trí cứu cánh đắc Niết Bàn rồi thì đó là phương tiện của Phật. Cho nên quả nhị thừa cũng là nhất thừa. Do đó, người đốn ngộ thì chủ yếu học căn bản giáo lý hạnh quả, và để điều phục giáo hóa nhị thừa cho nên cũng học thêm cả phương tiện giáo lý hạnh quả. Người tiệm ngộ thì thoạt đầu học phương tiện, sau hồi tâm rồi mới học căn bản. Pháp sở học của hai hạng này giống nhau, nhưng trình tự học trước sau hoàn toàn khác nhau. Cho nên biết rằng chỉ có hai loại Phật tính, lý trí, hai nhân vô lậu hiện trùng, hữu vi vô vi, giáo lý hạnh quả của căn bản và của phương tiện, khiến có thể thành Phật được, đó đều là thể của nhất thừa. Thêm nữa, kể cả công đức hữu lậu địa tiền cùng trợ hạnh của thập địa cũng là nhất thừa, như vậy cũng chẳng trái với chính lý. Pháp Hòa Kinh Luận và các giáo khác chỉ y theo một môn trong ba loại thể này mà xuất thì chưa hẳn đã bao quát hết. Nếu y theo các lời văn giải thích về tổng hàm ở đây thì không thứ gì không bao quát hết. Song thể tính này tất cả có 5 môn: 1. Thuyên trì phân biệt, thông giáo và lý; 2. Nhân quả phân biệt, thông hạnh và quả; 3. Trí phúc phân biệt, thông phúc và trí; 4. Giác tịch phân biệt, thông diệt đạo đế và bồ đề niết bàn; 5. Hai lợi phân biệt, thông tự lợi và lợi tha. Đây thuyết nhất thừa nên nghĩa thông suốt. Nếu nói Phật thừa thì nêu quả mà bao gồm cả cái danh của nhân. Nếu gọi là Bồ Tát thừa thì nêu nhân mà hàm chứa cả cái hiệu của quả. Danh tùy chẳng chung mà nghĩa có thể gồm cả. Lại nữa, do hành giả tu tập hai trí chính thể hậu đắc, quán hai lý sinh không, pháp không, đoạn hai chướng phiền não sở chi, trừ hai từ phân đoạn biến dịch, chứng hai quả bồ đề niết bàn, viên đắc hai diệt vô dư vô trụ, hành hai lợi tự lợi lợi tha, xứng đáng thì quả mãn. Thế thì hai chướng sở đoạn gồm trong tập đế, hai từ sở trừ gồm trong khổ đế, hai trí sở tu bồ đề sở chứng gồm trong đạo đế, hai lý sở quán hai diệt sở đắc, niết bàn sở chứng gồm trong diệt đế, hai lợi sở hành gồm trong diệt đạo đế, gộp diệt đạo này gọi là nhất thừa. Cho nên bản luận này trong mục giải thích về già nói rằng không có nhị thừa thì không có niết bàn của nhị thừa, chỉ có Phật Như Lai chứng đại bồ đề, cứu cánh đầy đủ hết thảy trí tuệ thì gọi là đại niết bàn, vì chỉ có một Phật thừa. Trong kinh Niết Bàn đã coi Maha Bát Nhã, pháp thân và giải thoát, ba sự đó viên mãn là đại niết bàn. Cho nên nhất thừa này hai đế là thể. Hai, giải thích danh tự thừa có nghĩa là vận tải chuyên trở, nên sách Quảng Nhã nói rằng thừa nghĩa là giá xe, đi xe. Sách Chu Lễ nói thừa có nghĩa là tải, vì có nghĩa là vận tải hành giả sang bờ bên kia. Cho nên kinh nói dùng bảo thừa xe báu này thẳng tới đạo tràng. Nhiếp Luận cũng nói lục độ vạn hạnh vừa là thừa lại vừa lớn, pháp tính chân như chuyên trở đại tính, sự lý đều có khả năng chuyên trở được hành giả, trở mình trở người tới bờ bên kia đều gọi là thừa. Hỏi: nhân hành có khả năng tự vận tới quả mới đáng gọi là thừa, Phật quả tự vận ngừng lẽ ra chẳng là thừa thể? Đáp: có 5 nghĩa. 1. Vận tải, đó gọi là thừa, trong nhân thông cả nhị vận, tự vận vận tha, tới quả rồi quảng vận tha, trở rộng khắp cho người, chỉ việc phổ độ quần sinh của Phật thừa, do đó cũng gọi là thừa. 2. Thể năng thông nhị vận, năng thể đều gọi là thừa, thể có sẵn trong quả, năng chẳng phải là không, cũng bao gồm ở trong thừa, như danh tự cắt vì dao mà có, thế thì cái khả năng cắt ấy đã chứa sẵn trong dao rồi, chẳng phải là cần phải thị hiện rộng rãi ra cả cái khả năng cắt ấy mới là dao. Nếu không chẳng phải là dao, Phật quả đức thể năng là nhị vận, chẳng cần phải vận dụng rộng rãi mới gọi là thừa. 3. Nhị thừa chỉ tự vận là hạng tiểu mà còn được gọi tên là thừa, Phật quảng vận tha lẽ nào chẳng phải là thừa?
4. Lý trí trong nhân có khả năng song vận, tự vận vận tha, nhị dụng thủ thắng nên gọi là thừa. Lý trí trong quả nhân tu mà thành, trùng loại nhân thừa cũng thuộc về thừa. 5. Nhị vận trong nhân thường tăng tiến, tác dụng hiện thắng được gọi tên là thừa. Tự vận trong quả đến tận cùng thời vị lai, khiến tha tăng tiến thì được gọi tên là thừa. 4. Nghĩa đầu là tùy tha bất chính đáp, một nghĩa sau là tùy tự chính nghĩa đáp. Cho nên đối pháp luận nói nhất thừa là chỗ y chỉ của tự tha song lợi. Nhất có ba nghĩa, giản biệt nên gọi là nhất, phá biệt nên gọi là nhất, hội biệt nên gọi là nhất. Một, giản biệt nên gọi là nhất. Ngày xưa thuyết tam thừa, ngày nay thuyết nhất thừa. Cho nên biết rằng lý sở thuyên cực nhất mà là thực, còn giáo năng thuyên nhị thừa, tức là quyền thừa. Không có hai lý khác, đó là cực. Vô ngã giải thoát tuy thầy đều bình đẳng, nhưng tới Phật quả mới gọi là cực. Cho nên lý sở thuyên Phật trí gọi là nhất, chẳng phải là biệt giản tam, chỉ vì không có hai cực. Luận giải thích về già nói không có nhị thừa có nghĩa là không có nhị niết bàn thể. Song kinh nói ta đặt ra phương tiện này để cho chúng sinh được nhập Phật tuệ. Lại nói trong nhà lửa hứa cho ba xe, sau khi ra khỏi cửa rồi thì chỉ cho xe trâu, lại thuê nó hút phân suốt 20 năm giả danh làm con. Nên nhị thừa đó là cái nhân để sau này được làm con thật và được giao phó việc nhà. Thêm nữa dùng quả nhất để giản biệt nhân tam, tức có hai thứ giản, A. Lý giản giáo, B. Quả giản nhân. Vì sở hành của các ngươi là đạo Bồ Tát, hai phá biệt nên gọi là nhất. Nhị thừa chẳng biết nhị là phương tiện, chấp quả nhị thừa cho đó là chân cực. Này thuyết nhị niết bàn chỉ là hóa thành, thuyết nhị bồ đề chỉ là quyền giáo, được bày đặt ra như chuyện xe dê, xe hươu. Chẳng phải bồ đề niết bàn sở đắc sở chứng của nhị quả, quả nhị thừa là chân thắng cực. Để phá mê tình của họ chấp là có nhị quả cực nên mới thuyết nhất. Đó tức là điều trong kinh đã nói, những người cầu tam thừa có kẻ ôm mối nghi ngờ, Phật sẽ giúp họ đoạn trừ hết sạch, không sót gì nữa. Thu tử cũng nói, song chúng con chẳng hiểu phương tiện, tùy nghi sở thuyết mới nghe Phật pháp, gặp liền tín thụ, thậm chí đoạn trừ được các điều nghi hối. Ca Diếp cũng nói, hơn nữa ngày nay chúng con đắc niết bàn chứng, đối với Bồ Tát pháp chẳng sinh tâm ưa thích. Nhất luận cũng nói, đoạn trừ tứ xứ chướng, nhị thừa tác ý vân vân, tức là chấp này. Phần cuối bản luận cũng nói phẩm phương tiện có 5 phần thị hiện, phá nhị minh nhất, chẳng nói phá tam vân vân. Hoặc có người nói rằng vì phá tam chấp nên chẳng phải chỉ là phá nhị, như Tát Bà Đa chấp hóa thân Phật là chân Phật, nay thuyết là hóa nên phá tam chấp. Ở đây chẳng thế, pháp hoa chỉ coi nhất thừa mà tự mình tu được là tông, hội phá các thừa kia khiến nhập nhất, chứ chẳng phải coi một thân sở tri là tông hội phá các thân kia khiến nhập một thân. Thêm nữa không chấp hóa thân đó là cực, không cầu cạnh tới đó mà cũng chẳng cầu cạnh thân khác. Này phá chấp đó khiến cầu một thân, nên chỉ phá chấp nhị thừa là cực, chẳng phá chấp hai thân kia là cực. Cũng có người giải thích rằng xưa nghe thuyết tam chấp tam đều là cực, này thuyết nhất cực nên phá tam chấp, vì đó là Bồ Tát địa tiền khởi lên. Nếu phá chấp đại cực mà còn thuyết cho họ về nhất thừa thì càng tăng thêm bệnh của họ, thế sao gọi được là phá. Thêm nữa khi chưa xuất trạch, chỉ việc ra khỏi nhà lửa thì hứa cho xe trâu, sau khi xuất trạch rồi cũng phá cả đại thừa ư, thế thì còn gì là xe nữa. Nếu nói rằng vì cho trâu trắng bỏ bò vàng cũ đi, đã thế thì phải bỏ đốn học tiệm. Tướng bò vàng trâu trắng là nhân hạnh, hỏi có gì khác. Đã trả lại bỏ cũ chứng tỏ là chẳng phá đại, nếu chấp nhất cực cũng chẳng trái với việc cầu đại, cần gì phải phá. Chính vì chấp nhị là cực, chẳng cầu đại nữa nên mới cần phải phá. Nếu đắc quả vị nào liền chấp đó là cực thì chưa thấy trong nhân cầu đại thừa có loại chấp này. Giả thử có thế rồi cũng cho phá thì sẽ cần phải phá đến vô cùng, do đó chỉ phá chấp nhị là cực. Lại nữa, chẳng phá chấp tứ thừa là cực, vì thuyết nhân thiên thừa cho lại vô trùng tính, hiểu có tứ thừa, chẳng chấp cực. Chấp nhị là cực, chẳng khác phá nhị, không chấp nhân thiên thừa là cực.
Vì người chấp thì chẳng hiểu thừa, đã hiểu thừa thì chẳng chấp. Vì nhất đối với tứ, nếu nhất là phương tiện thì cần phá chấp nhất mà quy tứ thừa, cũng chẳng phải là phá ngũ, vì chấp bất định thừa cũng giống chấp tam. Do đó, Kinh Thắng Man chỉ nói, A-la-hán bích chi Phật vì sợ hãi nên quy y, và nói là được bốn trí và niết bàn, đó là phương tiện của Phật. Kinh này nói, chỉ một sự này thực, hai thứ chẳng phải chân. Vì ngầm khiến hạng nhị thừa có chỗ nghỉ chân, nên thuyết nhị thừa chẳng thuyết tam thừa, chứ thực ra nhị thừa, dương xa lộc xa, chẳng phải là chân thừa. Tính từ loại hơn đến loại kém, thì Phật thừa là đệ nhất, độc giác là đệ nhị, thanh văn là đệ tam, không có đệ nhị là độc giác, đệ tam là thanh văn, chứ chẳng phải là không có đại thừa thể cực trong ba thừa. Xét bản tiếng Phạm nói rằng không có đệ nhị đệ tam, nay bản dịch gọi tắt nên nói rằng không nhị cũng không tam. Ở đây có người hỏi vặn rằng kinh thuyết biệt thể tam bảo, chẳng phá biệt thể để mà quy về nhất thể, cớ sao lại phá nhị thừa quy về nhất thừa? Đây thì chẳng thế, nếu chấp biệt thể là cực thì cũng giống như phá chấp này, vì nếu là biệt tướng tam bảo thể thì cũng không có ba cực, tuy thế cũng không cần trụ biệt thể, song có thể khiến nó hội nhập vào đồng thể. Rộng ra thì như kinh nói, chẳng phải là quyền thực tông ba hội biệt nên gọi là nhất. Giáo lý hạnh quả đều có căn bản và phương tiện. Hội biệt này có hai thứ, hội tiệm ngộ và hội nhất. Hội tiệm ngộ có nghĩa là hạng nhị thừa, thoạt tiên dùng giáo lý hạnh quả làm đại phương tiện để tu tập thành tựu. Theo bản luận này thì Bồ Tát sơ địa trở lên, lìa phân đoạn từ trước kiến đạo, tu tập giáo lý hạnh quả là căn bản nhân của bất thoái địa. Hội nhất, y chung vào các kinh văn thì hội nhất có bốn thứ, một hội giáo. Kinh Vô Cấu Xương nói, Phật dùng một âm mà diễn thuyết pháp, chúng sinh ai nấy đều tùy theo căn cơ của mình mà lý giải. Phần dưới kinh này nói, một mưa tưới khắp ba cỏ hai cây sinh trưởng khác nhau. Đây là hội giáo đồng cơ dị, vì ba thừa về giáo có thiên, chỉ thiên về một đối tượng, có phổ chung cho mọi đối tượng. Hai hội lý, Bảo Tính Luận nói, như thỏ, ngựa, voi, ba loài thú ấy cùng lội qua sông, tính sông không khác, nhưng loài lội được nông, loài lội được sâu có sự khác nhau. Phần dưới kinh này nói, ví như ở trên cao nguyên đào để lấy nước, nếu thấy đất khô biết nước còn xa, nếu thấy đất ẩm biết nước chẳng xa, nếu nhìn thấy bùn biết nước rất gần, tính nước không khác, mức được có khác. Đây là hội lý đồng chứng dị, vì ba thừa chứng lý có viên có khuyết khác nhau. Ba hội hạnh, Thu Tử nói là pháp cứu cánh này, là đạo sở hành này. Phật cũng nói, ta đặt ra phương tiện này để khiến chúng sinh đắc nhập Phật tuệ. Kinh Thắng Ma nói, sáu xứ này đều thuyết vì mục đích đại thừa. Nên biết rằng hạnh đồng nhưng tu dị, vì ba thừa tu hành có phận chỉ bộ phận, có toàn chỉ toàn thể. Bốn hội quả, phần dưới kinh này nói, vì là chỗ nghỉ nên thuyết nhị thừa, giữa đường đặt ra hóa thành để dẫn tới bảo sở mới là chỗ cứu cánh, để cầu xe trâu ra khỏi nhà lửa nên quyền nghi, bày đặt ra chuyện xe dê xe hươu chỉ nhị thừa, nhưng sau đều cho xe trâu chỉ đại thừa. Kinh Thắng Ma nói, thanh văn duyên giác bốn trí chẳng thiếu cánh, gọi là hướng niết bàn giới, tức là hội bồ đề niết bàn nhị thừa, dù là lý hay trí đều quy về nhất thừa. Cho nên biết rằng quả đồng mà chứng dị, vì ba thừa về quả có trước có sau khác nhau. Tuy y vào các kinh văn hội chung bốn thứ này, nhưng trong pháp hoa thì hiển hội giáo lý, mật hội hạnh quả. A. Hiển hội giáo lý, tức là chư Phật trí tuệ cùng trí tuệ môn đã nêu ở trên. Một mưa tưới khắp, đó là hội giáo. Như sa bảo sở, đó là hội lý. Đây lấy sở thuyên, gọi đó là lý, chứ chẳng cứ phải là chân như. Muốn tỏ sở đắc rất sâu khó hiểu, có nói ra thì ý chỉ cũng khó biết. Pháp sở đắc ở đạo tràng không ai có thể phát vấn được. Cho nên Phật nói, ý ta khó thể dò, cũng không ai có thể hỏi được. Cũng tỏ rõ pháp hoa khai phương tiện môn hiển chân thực tướng, tức là pháp hoa khai phô tú xuất. B. Mật hội hạnh quả nhị đồng, ta bày đặt ra phương tiện này để khiến chúng sinh đắc nhập Phật tuệ, cưỡi bảo thừa này thẳng tới đạo tràng, tức là hội hạnh. Giữa đường đặt ra hóa thành để tới bảo sở, tức là hội quả. Nhưng Kinh Thắng Man thì hiển hội hạnh quả.
Sáu xứ này được thuyết vì mục đích đại thừa chính là hội hạnh. Bốn trí nhị thừa chẳng phải là cứu cánh, gọi là hướng niết bàn giới, tức là hội quả. Vì kinh Thắng Man chủ yếu thuyết về nhân quả nhất thừa, cho nên hiển hội hạnh quả, mật hội giáo lý. Kinh Pháp Hoa chủ yếu nói rõ xưa là quyển, nay là thực, cho nên hiển hội giáo lý. Và để khiến tu chứng, cho nên mật hội hạnh quả. Do đó nhất thừa cứ thực thông hội giáo lý hạnh quả, tổng giải các kinh văn về lý và danh rồi. Cho nên nói rằng hội biệt gọi đó là nhất. Kinh này chủ yếu lấy nhân quả nhất thừa làm thể chân thừa, giáo làm phương tiện nên chẳng trái ngược nhau. Này một chút nghĩa này tuy chưa động biển trí, nhưng cứ như điều tôi biết thì cũng là tuyệt ở xưa nay rồi. Bậc trí sâu thức rộng, ắt tự mình thấy rõ. Trong ba nghĩa, hai nghĩa đầu giải thông cả định tính và bất định tính. Nghĩa sau phần nhiều chỉ y vào bất định tính. Đại thừa vô thượng tuy tức nhất thừa, nhưng chẳng phải là điều kinh cần bàn tới, nên được qua chẳng nói. 3. Minh thuyết ý, nói rõ dụng ý thuyết pháp, nhiếp đại thừa luận nói, để dẫn nhiếp một loại và nhậm trì loại khác. Do bất định chủng tính, chư Phật thuyết nhất thừa, pháp vô ngã giải thoát, vì chủng tính khác nhau, đắc nhị ý lạc hóa. Cứu cánh thuyết nhất thừa, trong này có 10 nhân. 1. Để dẫn nhiếp một loại bất định chủng tính thanh văn duyên giác, khiến họ y vào đại thừa bát niết bàn, nên một hội pháp hoa phần nhiều vì loại này mà thuyết về nhất thừa. Pháp hoa luận gọi là thoái rồi lại phát đại bồ đề tâm, do bọn các ông thu tử vân vân xưa đều cầu đại thoái tu tiểu quả, gọi là thoái rồi lại phát, chứ chẳng phải là các bất định tính đều thoái rồi lại phát tâm, loại này nên gọi là bất định chủng tính. 2. Để nhậm trì loại khác, Bồ Tát Địa Tiền bất định chủng tính trước đệ lục trụ, vẫn tại thoái vị, vì sợ ở đại thừa tinh tiến sẽ hoại, thoái nương bát niết bàn nhị thừa, nên kinh này nói, Bồ Tát nghe pháp này, lưới nghi đều đã trừ. Bản luận cũng nói, Như Lai chính là đã vì hai loại người mà giải thích, hai loại này đều là bất định chủng tính, vì hai loại này nên thuyết nhất thừa. 3. Vì pháp, vân vân. Hạnh thừa tuy khác, chân như hướng tới không hề sai biệt, nên pháp hoa luận thuyết phần nhiều giống với ở đây. 4. Vì vô ngã, vân vân. Nếu có chân thực bổ đặc giả la, thì có thể có sự phân biệt về thừa, ngã đã không khác, cho nên thuyết nhất thừa. 5. Vì giải thoát, vân vân. Vì ba thừa đều cùng ở trong phiền não chướng mà được giải thoát, nên giải thoát không có sự sai biệt. 6. Vì tính khác nhau. Vì bất định tính trong nhị thừa có sự khác biệt, thân thanh văn này có đủ thanh văn tính và Phật tính, do có tính này nên thuyết nhất thừa. 7. Vì Phật đối với hữu tình đã có được đồng tự thể ý lạc, nên nói ta tức là họ, họ tức là ta đã thành Phật, họ cũng thành Phật. 8. Vì nhị thừa tự ở Phật mà đắc đồng tự thể ý lạc, cùng gọi là Bồ Tát được thụ ký biệt. Vì ở hội này, Phật biệt ký cho nhị thừa để khiến họ thụ được ý lạc như vậy. Chúng ta và Phật bình đẳng không khác. Hơn nữa, ở trong hội này có các Bồ Tát đồng danh với họ do đắc thụ ký biệt. Một lời của Phật chứa hai lợi ích, đó là hạng nhị thừa thì đắc đồng Phật tự thể ý lạc và các Bồ Tát thì được thụ ký biệt. 9. Vị hóa. Như Thế Tôn nói, này các ông Bật Xô, ta nhớ xưa kia đã hàng vô lượng trăm ngàn lần quay trở lại y vào thanh văn thừa mà bát niết bàn. Vì sao đã thành Phật rồi, sau lại y vào nhị thừa để bát niết bàn? Đó chính là vì muốn điều phục thanh văn sở hóa mà Phật, Bồ Tát, v.v. đã tự hóa thân mình thành ra đồng loại của họ ở vô dư y, hiện bát niết bàn trải trăm ngàn kiếp ham rượu, tịch diệt, say xưa mà nằm, sau từ đó dậy hiện thụ Phật ký, khiến các nhị thừa bất định chủng tính thảy đều nghĩ rằng các bậc kỳ túc xưa kia nhập niết bàn nay đều lại trở dậy hiện thụ Phật ký, lẽ nào ta nay chẳng mong làm Phật mà nhập niết bàn? Các ông Phú Lâu Na vân vân ở trong hội này ngày nay chính là loại ấy. Trong pháp hoa luận để hóa thanh văn thụ ký, tức là chuyện này, và cũng là để hạ bớt cái thói kiêu mạn của hạng nhị thừa, vì ta cũng đắc niết bàn của ngươi,